Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin 24 dự án của một công ty. Chính phủ trình Quốc hội xem xét bố trí 1.000 tỷ đồng cho dự án sân bay Gia Bình. Hà Nội, cô gái người nước ngoài tử vong do rơi từ tầng 31 chung cư. Việt Nam điều trị thành công cho ca bệnh hiếm gặp thứ 10 trên thế giới. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác điều tra vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, điều hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh, và các tỉnh thành phố mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các dự án cây xanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, cung cấp bảng thống kê chi tiết danh mục vật tư, bảng thống kê các nhà thầu tham gia thực hiện dự án, bảng thống kê tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu và bảng dự toán chi tiết đã được phê duyệt. Tại công văn của cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thống kê chi tiết 24 dự án trồng và chăm sóc cây xanh tại tỉnh Gia Lai cần phải cung cấp thông tin, gồm huyện Chư Prong, Đức Cơ, Yapa có một dự án, huyện Crong Ba, thành phố Pleiku có hai dự án, huyện Chư Pư có 3 dự án, huyện Đắc Pơ, Chư Xê có 4 dự án và huyện Phú Thiện có 6 dự án. Tất cả các dự án này được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023. Liên quan đến công ty công minh, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã yêu cầu nhiều tỉnh thành trên cả nước cung cấp tài liệu liên quan đến các dự án trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh tiền thân là một cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai, rồi chuyển về huyện Phước Long, Sông Bé, tỉnh Bình Phước hiện nay. Năm 1999, đơn vị thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh giống cây trồng công minh tại Đồng Xoài, Bình Phước. Theo thông tin trên cổng thông tin đấu thầu công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh đã tham gia 228 gói thầu tại khắp các tỉnh thành với tỷ lệ trúng thầu cao. Loại trừ các gói thầu chưa có kết quả bị hủy, tỷ lệ trúng thầu của công minh là 172 trên 209 gói thầu, tương đương hơn 82%. Tổng giá trị trúng thầu lên đến 1.991 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 1.201 tỷ đồng. Doanh nghiệp này trúng thầu tại nhiều tỉnh thành với tỷ lệ lớn là Bình Phước 26, thành phố Hồ Chí Minh 16, Đà Nẵng 17, Long An 12, Tây Ninh 10, Đồng Nai 7, Kiên Giang 7. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sẽ diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Mới đây, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước trình bày tờ trình về một số nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023. Tại tờ trình, chính, chính phủ chính Quốc hội cho phép sử dụng 18.220 tỷ đồng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết, trong tổng số 26.900 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 20 dự án thuộc 4 ngành, lĩnh vực. Lĩnh vực quốc phòng là 2.000 tỷ đồng, an ninh là 4.000 tỷ đồng, giao thông là 19.380 tỷ đồng và cải cách tư pháp là 1.520 tỷ đồng. Về các dự án cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ bố trí vốn cho lĩnh vực giao thông để thực hiện các dự án, gồm có mở rộng quy mô từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh cho các dự án cao tốc Cam Lộ – La Sơn, cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế. Riêng 4 dự án sân bay Gia Bình của Bộ Công an xây dựng mới trụ sở tòa nhân dân tối cao tại số 262 đội Cấn, đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng trụ sở tòa án nhân dân các cấp giai đoạn 1. Cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, chính phủ đề nghị cho phép cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án. Theo tờ trình, 4 dự án trên chưa cân đối đủ nguồn để phê duyệt hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Chính phủ cho biết, các dự án này dự kiến được bố trí 4.520 tỷ đồng, trong đó dự kiến dành 2.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1. 1.000 tỷ đồng cho dự án sân bay Gia Bình của Bộ Công an. Hai dự án còn lại của Tòa Nhân dân tối cao là 1.520 tỷ đồng. Trước đó, trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành hồi tháng 6 năm 2023 có nêu rõ. Thường trực chính phủ đồng ý xem xét bổ sung sân bay Gia Bình của Bộ Công an đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào danh mục các sân bay tiềm năng và duyệt quy hoạch bổ sung chính thức khi đủ điều kiện đúng thẩm quyền để thực hiện ngay. Bộ Công an cho biết kế hoạch xây dựng cảng hàng không Gia Bình tại huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh là để phục vụ hoạt động của lực lượng không quân công an nhân dân. Không chỉ hoạt động tại sân bay Gia Bình, các máy bay thuộc Không quân Công an Nhân dân có khả năng sử dụng các sân bay khác trên toàn quốc làm điểm xuất phát, điểm đến và dự bị để thực hiện nhiệm vụ sau khi có sự phối hợp, hiệp đồng thống nhất giữa các đơn vị quản lý cảng hàng không, sân bay. Cảng hàng không Gia Bình sẽ được xây dựng tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, có diện tích dự kiến là 125 ha và sẽ đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới hàng không quốc gia như là một sân bay chuyên dụng. Sân bay Gia Bình sẽ được xếp hạng là sân bay trực thăng cấp 3, sân bay quân sự cấp 3 và sân bay dân dụng cấp 3C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Sân bay đề xuất có một đường băng kích thước 1.500m x 36m, một đường lăn song song và các sân đỗ phù hợp cho hai phi đội trực thăng của trung đoàn cùng với các cơ sở điều hành bay khác. Ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại sân bay quốc tế Nội Bài, tổ công tác của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Interpol Việt Nam đã tổ chức bàn giao đối tượng truy nã Đặng Quốc Huy vừa được tiếp nhận dẫn giải từ UAE về Việt Nam cho công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó năm 2016, Đặng Quốc Huy sinh ngày 25 tháng 4 năm 1982, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, quốc tịch Việt Nam, đã có hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê hai xe ô tô, sau đó mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn. Ngày 8 tháng 6 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Huy về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999. Do đối tượng bỏ trốn, ngày 26 tháng 6 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Quốc Huy và ngày 22 tháng 11 năm 2023, Ban Tổng thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế số A 10739 tháng 11 năm 2023 đối với đối tượng Đặng Quốc Huy. Interpol Việt Nam đã phối hợp với văn phòng Interpol các quốc gia thành viên xác minh thông tin về di biến động của đối tượng và xác định đối tượng Đặng Quốc Huy có mặt tại UAE. Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Interpol Việt Nam đã đề nghị văn phòng Interpol các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Interpol UAE hỗ trợ xác minh, bắt và bàn giao đối tượng Đặng Quốc Huy cho Việt Nam. Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Interpol UAE đã bắt và bàn giao đặng quốc huy cho Interpol Việt Nam để dẫn giải đối tượng từ UAE về Việt Nam. Quá trình tiếp nhận, dẫn giải đối tượng đặng quốc huy từ UAE về Việt Nam tuyệt đối an toàn theo đúng các điều ước thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và UAE. Ngày 28 tháng 6, Bộ Công an cho biết, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C02 vì có thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án bắt giữ các đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cụ thể, trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, C02 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương bắt giữ 15 người, trong đó có một số người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai, có các hành vi sai phạm trên. Nội dung thư khen nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, từng bước giải quyết vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự kiên trì bền bỉ, nhận diện phương thức, thủ đoạn lợi dụng chính sách pháp luật trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần góp phần ngăn ngừa, làm rõ bản chất tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm, làm giảm các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, trì hoãn thi hành án phạt tù liên quan đến công tác giám định tâm thần thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đồng thời yêu cầu C02 khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật. Đồng thời kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sự minh bạch, làm rõ sơ hở, thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần để tham mưu chính phủ chỉ đạo các giải pháp chấn trình, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giám định tâm thần. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng mong các đồng chí phát huy thành tích đã đạt được tiếp tục đẩy mạnh tấn công tội phạm lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa góp phần làm giảm tội phạm bảo đảm an ninh trật tự từng bước xây dựng xã hội an toàn lành mạnh vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Ngày 27 tháng 6, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lộc, 19 tuổi, 15 năm tù giam về tội giết người trong vụ án sát hại cha ruột rồi định đưa đi hỏa thiêu, gây xôn xao dư luận vào đầu năm nay tại thành phố Phan Thiết. Theo cáo trạng, Lộc sống cùng cha là ông Trần Văn Tài và bà nội là bà Phạm Thị Tuyết tại phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết. Trong năm 2023, Lộc có quen một người bạn gái muốn cưới làm vợ nên nhiều lần yêu cầu cha điện thoại cho gia đình nhà gái để xin cưới nhưng ông Tài từ chối vì cho rằng Lộc còn nhỏ tuổi. Khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 1, sau khi ông Tài nhậu xong thì Lộc có nói chuyện về việc đi hỏi vợ cho mình. Tuy nhiên ông Tài không đồng ý nên cha con xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này ông Tài xuống khu vực bếp lấy một con dao cầm trên tay rồi cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc vật lộn rằng co, không may con dao tấn công vào ngực ông Tài. Sau khi vụ việc xảy ra, Lộc và người thân trong gia đình không báo lực lượng chức năng mà tự ý dọn dẹp hiện trường, xóa dấu vết. Theo kế hoạch, gia đình sẽ đưa thi thể ông Tài đi hỏa thiêu vào ngày 28 tháng 1. Đến khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 1, hối hận vì những gì đã gây ra, Lộc đã cùng người thân đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Thuận đầu thú và khai báo về hành vi sử dụng dao tấn công khiến cha ruột thiệt mạng. Theo tòa, hành vi của Trần Văn Lộc đã phạm vào tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt là giết người thân tuy nhiên do lộc thực hiện tội phạm phần nào cũng là do trước đó bị hại có lỗi khi đe dọa lộc nên hành vi phạm tội của lộc không có tính chất côn đồ đối với bà phạm thị tuyết là người có mặt tại thời điểm xảy ra xô xát giữa ông tài và lộc dẫn đến ông tài tử vong tuy nhiên trong lúc lộc dùng dao tấn công ông tài thì bà tuyết không nhìn thấy được do bị che khuất tầm nhìn bà cũng đã hợp tác với cơ quan điều tra khai báo đầy đủ giúp cho việc xử lý vụ án kịp thời không gây ảnh hưởng đến công tác điều tra mặt khác sau khi ông tài tử vong bà tuyết có sang nhà hàng xóm là bà trương thị năm nhờ trình báo sự việc cho cơ quan công an hơn nữa bà tuyết đã tác động lộc đi đầu thú bản thân bà đã lớn tuổi nhận thức pháp luật hạn chế do đó chưa đến mức khởi tố xử lý hình sự đối với bà phạm thị tuyết về tội che giấu tội phạm đối với bà trần thị hồng nhung con gái bà tuyết cô ruột lộc sau khi được lộc điện báo bà nhung trực tiếp đến hiện trường lẽ ra bà phải nhận biết được sự việc anh trai tử vong là có dấu hiệu không bình thường phải báo cho cơ quan công an tuy nhiên bà lại gọi dịch vụ mai táng đến là không đúng quy định xét thấy sau khi cơ quan công an phát hiện giải thích bà đã chấp hành và hợp tác với cơ quan điều tra để xử lý vụ án kịp thời không ảnh hưởng đến công tác điều tra vụ án hơn nữa khi bà biết lộc tấn công ông tài thì bà cũng đã tác động khuyên bảo lộc và bà trực tiếp đưa lộc đến cơ quan công an đầu thú Hành vi dọn dẹp hiện trường diễn ra trước khi bà biết rõ về hành vi phạm tội của Lộc. Do đó, hành vi của bà Trần Thị Hồng Nhung chưa đến mức xử lý về tội che giấu tội phạm. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 28 tháng 6, cư dân một chung cư ở đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm nghe thấy tiếng động mạnh ở sảnh của tòa nhà. Ngay sau đó, cư dân bằng hoàng khi phát hiện một cô gái nằm trên mặt đất nên báo cơ quan công an. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 1 xác nhận sự việc lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 1 cho biết, theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, tại sảnh E1 của tòa nhà CT8, chung cư G Emeran, có người nước ngoài rơi từ tầng 31 xuống đất đã tử vong. Xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân là phụ nữ người nước ngoài còn khá trẻ. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sáng 28 tháng 6, người dân ở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một thi thể nữ trôi dưới sông Đồng Nai nên kéo vào bờ rồi trình báo. Công an thành phố Thủ Đức sau đó có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm. Ghi nhận ban đầu nạn nhân khoảng 20 đến 30 tuổi, mặc đồ lam màu vàng, áo khoác Trước đó khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 6, người dân phát hiện một thi thể nam trên sông Sài Gòn đoạn qua cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi nên trình báo. Ghi nhận tử thi nam khoảng 25 đến 30 tuổi, mặc quần tây đen, áo sơ mi đen ngắn tay, tóc nhuộm vàng, không có giấy tờ tùy thân. Trưa 27 tháng 6, dưới sông Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, người dân đi xà lan cũng phát hiện một thi thể nữ mặc quần jean, áo thun màu vàng, áo khoác. Công an thành phố Thủ Đức kêu gọi ai có người thân mất tích, có đặc điểm giống các tử thi nêu trên thì tới liên hệ để nhận dạng. Khoa Gia Liễu, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công cho ca bệnh hiếm gặp thứ 10 trên thế giới. Sau gần 200 ngày với hai đợt nhập viện, bệnh nhân NQT mắc bệnh Pemphigus áo U, đồng thời có khối U lớn sau phúc mạc đã được cứu sống và điều trị thành công. Dù có lúc bệnh nhân và gia đình xin được thuận theo ý trời, bỏ điều trị, về nhà chờ định mệnh, nhưng các bác sĩ và nhân viên y tế của khoa gia liễu đã động viên dốc toàn lực để giúp bệnh nhân cãi mệnh trời trở lại với cuộc đời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, trưởng khoa gia liễu Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Tháng 12 năm 2023, bệnh nhân Nguyễn Quốc Tê, nam 19 tuổi, nhập viện khoa gia liễu Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng lết trợt niêm mạc miệng nặng, kèm theo tổn thương da đa dạng với các biểu hiện sẩn, mảng đỏ tím, mụn nước, bọng nước, giải rác toàn thân. Tổn thương da nhanh chóng tiến triển thành các mảng trợt da rộng, chiếm hơn 70% diện tích cơ thể. Tổn thương lét trợt niêm mạc miệng đau rát nhiều khiến bệnh nhân ăn uống kém, thể trạng nhanh chóng suy kiệt. Ngoài biểu hiện nghiêm trọng về da và niêm mạc, chúng tôi còn phát hiện ra bệnh nhân có khối u lớn sau phúc mạc, kích thước khoảng 136 x 65 x 131 mm, đè đẩy nhiều tạng xung quanh. Bệnh nhân nam, 19 tuổi, vào viện với biểu hiện lét chợt niêm mạc nặng và tổn thương da đa dạng với các sẩn, mảng đỏ tím, mụn nước, bọng nước, giải rác toàn thân. Nhưng các dấu hiệu lâm sàng và kết quả các xét nghiệm phức tạp mỗi lần cho một kết quả khác nhau khiến hội đồng hội trần của Bệnh viện Bạch Mai chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng để có lộ trình điều trị phù hợp. Chúng tôi lục tìm trong y văn, tìm những ca bệnh tương tự và đưa ra được chẩn đoán cuối cùng. Bệnh nhân mắc bệnh lý Pemphigus áu u với bằng chứng xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp trên bằng quang chuột cho kết quả IgG dương tính ở khoảng gian bào và mang đáy. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, trưởng khoa gia liễu Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Dựa trên các báo cáo được công bố, ước tính tỷ lệ mắc pemphigus áo u dưới 1 trên 1 triệu dân mỗi năm. Tại Việt Nam, các dữ liệu về bệnh pemphigus áo u còn khá hạn chế và chưa có bất cứ báo cáo ca bệnh nào được công bố. Trong thời gian này, có thời điểm bệnh nhân và gia đình có ý định bỏ cuộc, bày tỏ nguyện vọng xin về nhà có thời điểm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nguy kịch, tỷ lệ tử vong rất cao, trên 90%. Các bác sĩ và điều dưỡng vẫn cần mẫn tỉ mẩn lau rửa các mảng da, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Sau 3 tháng điều trị, với những nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ và gia đình người bệnh, tổn thương da đã phục hồi, thể trạng được nâng cao, bệnh nhân đủ điều kiện phẫu thuật lấy bỏ khối u. Cuộc phẫu thuật may mắn diễn ra thuận lợi, dù được tiên lượng trước vô cùng khó khăn hậu phẫu bệnh nhân ổn định tổn thương da và niêm mạc phục hồi đến nay sau hơn nửa năm tính mạng của bệnh nhân đã được hồi sinh và có cuộc sống mới bệnh nhân đã được xuất viện gia đình bệnh nhân bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế của bệnh viện bạch mai và chia sẻ bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai và dường như là nơi đã sinh ra bệnh nhân một lần nữa theo nguồn tin từ báo Công Thương, trong những ngày qua, những nội dung thuyết giảng huyễn hoặc của Thượng tọa Thích Trân Quang đã khiến dư luận xôn xao, gần đây nhất là lùm xùm về tấm bằng tiến sĩ của vị Thượng tọa này. Đa phần, những video gây xôn xao đều nói về nhân quả, đạo pháp. Nhưng mới đây, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến một đoạn video dài 6 phút 52 giây của Thượng tọa Thích Trân Quang có tựa đề Livestream, Giải pháp kiểm soát khí hậu trái đất, chương trình bong bóng dược trời, tác giả Vương Tuấn Việt năm 2014. Đoạn video này cũng được nữ diễn viên Angela Phương Trinh chia sẻ lại với lời bình: Khi nào thế giới nghe lời tiến sĩ Vương Tấn Việt sản xuất rồi thả bóng bóng dợp trời, che bớt ánh nắng mặt trời, thì địa cầu mới bớt nóng. Đám mây bóng bóng đó có thể kéo đi được, kéo đến chỗ nắng gắt cần che bớt. Bóng bóng đó cũng là pin năng lượng mặt trời, có thể sản sinh điện làm quay trong chóng để di chuyển đám mây theo ý muốn của cơ quan dưới mặt đất. Nếu chậm làm bóng bóng che bớt ánh nắng, thì nhân loại sẽ bị tuyệt chủng một phần lớn. Khái quát về nội dung, tác giả Vương Tấn Việt đã nói về nỗi khổ của con người khi trái đất nóng lên. Mỗi ngày một khốc liệt, do đó cần có giải pháp để giảm thiểu việc này. Giải pháp được đưa ra mang tên Light Shield, một loại bóng bóng bay có chất liệu bền vững, phản quang để thả lên đầy trời. Khi thả lên, bóng bay sẽ hấp thụ ánh sáng từ mặt đất để trả lại không gian vũ trụ, không nhận ánh sáng từ trên xuống. Ánh sáng mặt trời sẽ bị hắt trở lại trong không gian, giảm đi sức nóng đang thiếu đốt địa cầu. Đoạn video này cũng được phiên dịch sang tiếng Anh. Về cách thức tác giả chia sẻ là một lớp phủ phản quang là nằm trong tầm tay của công nghệ bình thường, ai cũng có thể làm được. Từng bong bóng to mà nửa mặt cầu phía trên phủ lớp phản quang, phủ lên rất nhiều thành từng đám mây to cả mấy km vuông thì ánh mặt trời chiếu xuống bị hắt ngược trở lại vũ trụ sẽ giảm bớt sức nóng của mặt trời. Rất nhiều những đám mây to như vậy trôi lơ lửng khắp cả địa cầu sẽ cản được rất nhiều ánh nắng mặt trời làm cho trái đất này bớt nóng điều đặc biệt theo tác giả giải pháp này giúp điều chỉnh khí hậu muốn mát thì thả thêm bóng bóng muốn ấm thì thu hồi bớt bóng bóng lại nếu lắp thêm cánh quạt thì có thể di chuyển đến nơi cần nhưng đây chỉ là trước mắt bởi theo tác giả sau này ta có công nghệ đó khi bóng bóng thả lên trời phản quang hướng về phía vũ trụ hắt ánh nắng ngược nhưng đến lúc cần ấm quay ngược xuống dưới lại thì hấp thu ánh sáng toàn vẹn xuống trái đất liền lúc đó là công nghệ cao Tác giả nhận định đây là một sáng kiến khả thi lần đầu tiên trong lịch sử loài người, bởi tác giả này cho rằng từ trước đến nay loài người không kiểm soát được khí hậu trên trái đất, bão vẫn cứ nổi, hạn hán vẫn xảy ra, lụt lội khắp nơi không kiểm soát được, bởi vì nắng cung cấp năng lượng cho gió, gió quay thổi cuồng cuồng thành bão. Đoạn video sau khi chia sẻ đã thu hút hơn 39.000 lượt xem, hàng trăm lượt bình luận, thế nhưng cũng không ít người để lại bình luận không đồng tình, phản ứng gay gắt. Nhiều người cũng tỏ vẻ hoài nghi về ý tưởng, trình độ của tác giả thượng tọa thích trân quang